Hôm nay Amber xin chia sẻ với các bạn một vài kinh nghiệm chơi cá vàng như sau. 1. Chất liệu. Hồ cá được làm bằng chất liệu cao cấp composite da cường sợi mát, kết hợp woven roving, không độn tạp chất, không chứa xi măng, không lót độn các tấm PVC. Trọng lượng nhẹ, bền đẹp chịu được lực tác động lớn, chịu được thời tiết nắng mưa. Hai bề mặt bên ngoài được làm cấu trúc màu giả đá tự nhiên Smartline Dark Gray. Bề mặt màu sắc bên trong được làm Fuzel Coat ISO cao cấp giúp chống UV chống phai màu, không lo bị bong lớp sơn như các loại sơn chống thấm thông thường, hạn chế tối đa tảo rêu bám lên bề mặt. Điểm đặc biệt quan trọng là gel coaster về mặt hóa học, không phát thải chất chất độc ảnh hưởng tới cá, không ảnh hưởng tới chỉ số của nước. Không dẫn điện, không dẫn nhiệt, nên khi nuôi cá, ngoài trời, nhiệt độ rất ổn định. 3. Hồ cá được tích hợp hệ lọc vách, có hai thổi đáy thổi chất thải vào hai hút đáy và một hút mặt tròn xoay. Nước mang chất thải đi vào ngăn lắng chất thải thô. Ở đây chất thải được giữ lại chờ thoát ra khi thay nước hoặc xử lý bởi vi sinh dị dưỡng. Các chất thải nhỏ, lơ lửng sẽ đi qua ngăn lọc thô chứa bông lọc, rồi đi tới ngăn lọc sinh học chứa vật liệu lọc sinh học gồm 100% Matrix Seachem Usa. Bên dưới tôi để Matrix Pond, bên trên để Matrix Thường. Và tất nhiên bạn có thể kết hợp thêm Purigen, Zeolite hay Dodofly. Trước khi vào ngăn bơm thì nước sẽ chảy qua hai túi lưới lọc bụi mịn. Bơm tôi sử dụng là ZKSJ, 4000 lít trên giờ. Nước sạch sau khi lọc sẽ được bơm lại vào hồ cá thông qua thác nước và hai thổi đáy. Đó là chu trình lọc tuần hoàn của hồ cá này. 4. Như ở phiên live tuần trước, tôi đã sử dụng bộ kit test của API để đo chỉ số nước cho các bạn. Bạn thấy rõ là NH3, NO2, NO3, N0. Một điều tuyệt vời và ngạc nhiên là NO3 bằng 0 vì theo tiêu chuẩn thì dưới 40 ppm là được rồi. Vì chỉ số nước tốt an toàn nên một tháng tôi chỉ thay nước mới 2-3 lần, mỗi lần chỉ thay 20-30% đến nước. 5. Về chế phẩm tôi sử dụng vi sinh Stability Citram 1 tháng 2 lần và bổ sung thêm vi sinh dị dưỡng 2 tuần một lần. Ngoài ra tôi có bổ sung thêm Fresh Trace Citram để tăng khoáng chất. 6. Nhiệt độ thì 28-30 đến độ là ổn đối với cá vàng. Vì sống tại thành phố Hồ Chí Minh nên tôi không sử dụng sưởi. 7 vph thì tôi duy trình pH trong khoảng 7.2 7.8. Các bạn có thể tham khảo sử dụng Arowana Buffer để giảm pH và tăng pH bằng cách sử dụng Arcline Buffer. Mỗi ngày tôi cho cá ăn 3 đến 4 lần, mỗi lần sẽ ăn hết trong 10 đến 15 phút. Ngày chủ nhật tôi sẽ cho chúng nhịn đói. 9. Trường hợp phát hiện dấu hiệu của nấm bệnh, tôi sẽ sử dụng muối hột, Melafix và Pimafix của API. Dấu hiệu của ký sinh trùng thì dùng Super X Cure. Riêng hồ cá này của tôi thì rất ít phải dùng đến thuốc vì nó khá ổn định. 10. Bí mật làm sao để tôi chuyển hóa được hết NO3 qua N2? Cách của tôi là tạo ra môi trường lý tưởng để vi khuẩn ở dạng kỵ khí. Tôi sử dụng vật liệu lọc là Denitrat, kiểm soát dòng nước chảy qua thấp hơn 180 lít trên giờ. Và để vi khuẩn ở dạng hiếu khí hoạt động hiệu quả, thì bạn đừng quên cho một đầu sủi oxy trong ngăn lọc sinh học. 11. Ngoài ra, hồ cá của tôi có một đầu sủi oxy tích điện để phòng trong trường hợp nhà bị mất điện.